em đi tắt đâu. Đi đường này đi. Tôi mệt rồi. Là... đi tắt cũng được mà. Không, trơn lắm. Trơn. Trơn, càng càng trơn nó quay nó càng hay á. Ừ, thế đấy, nhanh cái giấy tiền đấy, nhanh đi, không có hết thời gian. Nhanh còn kịp. Chị đến chấm đỏ đi. Okay, guys, so they said that we need another 1 million for the meal. So I'm going to give that to Bắc Thanh's sister. Vâng, cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn nhà tài trợ. Thank you very much. Thank you very much. Very good English. Thank you very much. Chỉ biết nói thank you thôi. Ngăn trứng thế. Vâng, lúc nào này nên chơi ạ. Vâng, các thầy cô tiếp đãi người nồng nhiệt hơn. Vâng ạ, cảm ơn em. May mắn nhé. Vâng, cô phải đi học chuyên môn. Các cô cũng cùng ra sân bài nhưng mà các cô này phải đi học chuyên môn. Vâng, đây 4 năm cây nữa. Để mong chờ. Đi ra xuống đây đi. Vâng, chưa xong đó chị. Từ từ đã, để đi đầu đã, để em còn học. Để xuống nhà anh xem còn tài trợ nhà anh cái gì. Riêng nhà anh nhìn thì không phải tài trợ. Nhà anh nhìn là hộ giàu, hộ giàu của xóm là nên là anh không phải tài trợ. Phải tài trợ. Trời ơi, cũng không, hết vốn rồi có tài trợ gì thật được đâu. Không phải tài trợ. Thưa nhà anh tí nhỉ. Cán bộ rồi không phải tài trợ. Ồ, thầy cứ vào cái nhà văn hóa để tài trợ nhà văn hóa đi chứ. Đi. Đi vào xe ra đấy rồi. Chú ra luôn à? Thôi ơi. Ê, thầy Trương gọi. Thầy Trương ơi. Đây chìa khóa kìa. Cho anh cầm cho chìa khóa. Bác chưa có phòng. Để anh cầm cho. Anh Tùng. Đi à? Anh em mình đi bố nhà văn hóa thôi đi. Không. Đang bố nhà. Đi đi nhà. Đi bộ. Đi bộ nhà. Thành thản. Em lái đi cho. Em lái đi. Không phải lái. Cho đi bộ cho biết được người miền đồi mà. Nếu mà đi xe thì phải lên đi xe. Không phải đi xe, khó đi xe. Ngay đây đằng sau tường bao này. Không phải đi xe đâu. Đi vừa chụp ảnh cho bà con. Vâng. Đang lùi mà lại em đây là ám cả gom lần nhỉ. Tân Phèo City. Thành phố Tân Phèo. Tân Phèo City. Vâng. Đi đi nhà này. Có ai đi không? Đi xuống đi. Có Thành không đi à? Vâng. Giờ này tốt. Có đầu tư đâu. Ăn gà mình thịt đấy anh. Ăn vâng. Ở trong này là sao đấy. Vâng. Giờ này phát triển lắm. Ghê đấy. Vâng. Có cái đường như vậy cũng ngon vâng, rồi. Vâng. Chứ ngày xưa làm gì có. Đúng rồi. Anh ở yên nhá. Em vâng. Ghê cũng ghê ghê đấy đúng rồi nhái hoạt cảnh thế này đấy vâng chụp cái để làm kỷ niệm làm vâng nói chung là cuộc sống cũng khang trang thế anh em uống dễ cây thôi nhỉ vâng uống nước dễ cây nhé vâng ôi ở nhà nó khai như thế này. Các nhà văn hóa ở thành phố ấy nó mới
Cảm ơn nhé. Đầu tiên là cô chỉ có một lời nói là phải đoàn kết. Đoàn kết thì mới làm được thành công nhé. Thế thì cô cũng xin trân trọng và gửi lời tới thầy cô giáo trong trường nhé. Hẹn một ngày gần nhất sẽ quay lại nhé. Yes, thank you very much. Thank you very much. Cảm ơn anh Tùng nhá. Em có số của anh rồi. Vâng. Em thương. Ok. Bên âm nhạc. Thương. Rồi. Thương thương hải. Thương hải thì thương nhớ. À thương nhớ rồi. Thương nhớ. Thương thương hải được không? Thương hải. Thương hải nhá. Ok. 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 Em có nha. Bóc liên hệ qua Zalo. Dạ dạ vâng vâng. 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 Zalo của tớ là Đức Long nhá. Đức Long. Okay guys, so they want us to rebuild this nhà văn hóa or house of Vâng. Okay, chào nha. Hey. Ba. Hopefully we can rebuild this. Đây là nhà văn hóa của xóm Thùng Lùng. Lùng này, xã Tân Xeo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Thì hiện nay đã xuống cấp bởi vì là cửa giả này, nhìn thấy cả mặt trời này. Và đây này, những cái tình trạng này các bạn, bị siêu vẹo thế này là không may một cơn gió cấp mấy gì đấy, nó sẽ làm đổ, người ta đang họp hành ấy, sợ ảnh hưởng đến tính mạng con người. Cái này là kiểu nó non lâu năm rồi làm gỗ là gỗ không được là bền chắc thì như này mà không nó mọt và những cái mối mốc rơi vào đâu cây cột đấy, bà con đang họp là rơi ở rất là rơi vào thì sợ ảnh hưởng tới tính mạng, giúp đỡ được có cái nhà văn hóa thôn thì thay mặt người dân ở trong xóm Thùng Lùng này cũng xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ. Đây, tiếng nói của cháu cùng với các anh ở thôn bản đây, nói trực tiếp quay trên máy truyền hình như này. Cũng nguyện vọng của bản thân tôi làm trường thôn này cũng mong rằng là nhìn thẳng vào nhà làm tài trợ được giúp đỡ để có cái nhà văn hóa thôn. Nếu được như ước vọng thì tôi cũng thay mặt toàn thể bà con nhân dân xóm Thùng Lùng này là xin chân thành cảm ơn những nhà tài trợ và luôn là chân thành cảm ơn. Là đôi như này. Ok. Cô ấy ông vẫn quà mình ít mang rừng, một con gà đi bộ, không bao giờ đi xe. Cả nhà cháu đi đâu là ban đêm mới bắt được. Cái đấy nếu như ban ngày nó không chịu thôi. Đúng rồi, nó bay mà nó bay nó toàn cây. Ngủ trên cành cây ấy, cây xoài với bưởi. Gà đấy cô cũng hiểu cảm nhận ăn rất là ngon. Dạ vâng. Chính vì như thế là cứ phải đợi vào ban đêm ấy. Hôm kia cháu mới gói cho cô thịt là bản địa, gà địa phương. Gọi mang cô về ăn hay không ăn là do cô. Cháu bắt là vào lòng chị Hường. Không, mình phải trân trọng chứ. Dạ. Dù như thế nào mình cũng phải cảm ơn những người chứ. Dù ngon hay không ngon mình cũng phải trân trọng chứ. Cô không bao giờ là bảo là ngon mà mình thể hiện là chê hay như thế nào. Mình không nên như thế. Nói chung là Hòa Bình City và Tân Phiêu City nó khác nhau. Hòa Bình City nó khác. Ai người ta cũng muốn ở những cái nơi có điều kiện nhưng đúng mà rồi. Bởi vì ai chẳng muốn nhỉ cô nhỉ? Cháu muốn là giàu có là một, chỗ thuận lợi là hai, nhưng mà nó không được ấy. Đúng rồi. Thế ai cũng tìm cái sung sướng thì ai là những người chỗ khó khăn. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ mới dành phần ai. Là đất đần là từ đấy, ngày xưa nhỉ? Nghệ sĩ nào sáng tác đấy? Nói chung là đi vào ca khúc là rất là bài hay. Bài ca có quên là không quên. Nhớ được sáng tác nữa, của ai sáng tác thì quá mà hay, rất là gì đấy. Có một bài ca không thể bảo quên. Thế này nó xuống cấp được lâu. Mà không không ra thì cái này nó thành củi nhưng mà hôm là cô Thanh với chú Tùng lên thì đi picnic đi thác thác trời ấy nhỉ thế nhỉ các cô muốn đi thác thác trời tham quan thời gian đấy bác mới ở thời gian đấy. Yeah.
Ngồi đằng sau. Kia đang nhìn thấy chị. Không thay đâu. Chứ. Cả tôi đồ tôi còn đi phát cho mọi người cho nó tiện chứ có gì đâu. Vâng. Để sẵn ở. Để công an đấy. Ừ thế ấy đi. Sợ ấy còn. À cũng được đấy, thoáng phết đấy được. Okay guys, so we're sitting in the back of the truck. Cháu bị đứng lên trên ấy thì quay được ra ngoài. Xe nó đi một tay bị giữ đấy. Vâng. Này, đâu thấy gì đâu, tối mà. Lái xe này cẩn thận quá. Quá cẩn thận. Nghe mà, phải như vậy mới được. Mình đi vậy cũng yên tâm, đóng lò đây này. Hey guys, we're riding in the back of the truck. Đưa máy ra ngoài, nhìn rõ lắm.
thousand years later. Bỏ đồ nó đi. Chuối này cho ai đây? Chuối đấy mang ra. Cho chị.